Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trong đêm nay và ngày mai cho khu vực Nam Bộ và tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo trên địa bàn toàn tỉnh mây thay đổi. Đêm nay không mưa, sáng sớm mai có nơi có mù nhẹ, trời se lạnh. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước cho ngày mai 3 tháng 1 trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn toàn tỉnh, mực nước lên theo triều. Trong ngày có 2 lần xuất hiện đỉnh triều với khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ. Riêng một quá, đỉnh triều xuất hiện vào lúc 7 giờ đến 9 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An, mực nước dự báo vào ngày mai là 1,25m và trạm Bến Lức là 1,36m và ở trạm một quá là 0,73m. Bản tin sẽ tiếp tục với phần dự báo độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới. Tại trạm Cầu Nổi trên sông Giàm Cỏ, độ mặn cao nhất trong ngày đạt 5,1 gram trên lít. Tại trạm Bến Lức trên sông Giàm Cỏ Đông là 0,1 gram trên lít. Và 0,1 gram trên lít cũng là độ mặn dự báo tại trạm Tân An trên sông Giàm Cỏ Tây. Theo đó, ranh giới độ mặn 4 gram trên lít dự báo xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 28 km trên sông Giàm Cỏ, khu vực xã Phước Đông, huyện Cần Đước. Còn ranh giới độ mặn 1 gram trên lít dự báo xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 36 km ở sông Giàm Cỏ thuộc địa phận xã Tân Ân, huyện Cần Đước và xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng rìa phía Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu. Sau có cường độ ổn định, rãnh áp thấp xích đạo có trục ở vào khoảng 4-7 độ vị Bắc hoạt động yếu. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào vài nơi. Ngày mai trời nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Đối với miền Tây Nam Bộ, trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào vài nơi. Ngày mai trời nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước vào ngày mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.